Hello, chào mọi người. Hôm nay mình báo một cái tin, nó cũng vì sơ ý, cho nên mình cũng có cái kể lại bạn một câu chuyện như vậy. Ngày hôm qua thì đi lên Thủ Đức, chợ Thủ Đức rồi nhậu với các cháu, rồi xong rồi cũng vui quá, thì cũng hơi cũng có men. Sau khi đi thì ngon lành lắm, mà lúc về thì hơi loạn choạng. Thì cho là xe rượu đi, sai thì không sai đâu nhưng cũng còn biết. Thì mướn một cái chiếc xe ráp để đi chở về. Trong cái lúc xuống xe, mình bỏ quên một món đồ. Đó là một cái máy camcorder 4K hiệu Sony, chỉ là phụ kiện. Thì lúc xuống thì mình cũng quên lửng luôn vô nhà rồi, xong rồi ngủ gần 3, 4, 1, 2, 3 giờ sáng thì mình trực nhớ ra, chết cha là bỏ quên đồ. Thì mình cố gắng mình tìm lại cái xe cũ ngày hôm qua mình đặt ráp á, mình đặt ráp 4 chỗ, thì mình tìm ra được cái anh chàng đó và mình báo cáo lên tổng đài của ráp ca. Thì hên quá, ráp ca rất là tận tình giúp đỡ, có nghĩa là cho anh biết số tên tài xế rồi số điện thoại của anh chàng đó. Và sau khi liên hệ được anh chàng đó rất là niềm nở và rất là dễ thương. Là hứa là con sẽ chạy xuống, con đây đang bị kẹt xe. Vì chỗ đó thành ra anh chàng mình đang ngồi đợi cứu điện thoại của anh chàng đó để mà mình nhận lại đồ. Anh chàng rất là dễ thương. Thì một ăn nói rất là lịch sự, rất là lễ phép, rất là dễ thương. Mình phải có để tôi chút xíu nữa mình gặp anh chàng đó thì nhận lại đồ rồi xong rồi mình chắc là để mình cũng nói chung là cũng cà phê cà pháo danh chút đại khái vậy để coi thử tình trạng. Nhưng mà mình thấy cái chất lượng của cái ráp taxi ráp ca của Việt Nam mình rất là, nếu mà được ngon lành như mà nhà thì rất ư là hết sảy. Mình cũng không nói cái gì, hôm trước thì mình cũng coi báo thì tất cả những người bỏ quên tiền bến bơ, bỏ quên vỏ sắt ở trên xe thì họ cũng hoàn lại đầy đủ. Mình rất là thích cái dịch vụ này, nếu mà đúng như vậy. Mấy anh chàng lái ráp này rất là trẻ tuổi và rất là dễ thương, ăn nói rất là niềm nở, lịch sự, đàng hoàng, không có gì cả. Để chút xíu nữa coi thử coi sao ha mọi người ha. Thì cái buổi nói chung là ngày hôm qua hứng lên rồi mấy cháu nó ngồi nó ăn hoài quán việc nhậu rồi vỉa hè với các cháu thì mình thấy rất là vui, rất là nó có một gì đó mà khó diễn tả được, mà không chỗ nào khác, không có chỗ nào khác như ở Việt Nam chúng ta đó, nó thoải mái mà này. Cái điều đó nó không phải là mình không biết là xấu hay là tốt, nhưng một cái điều mà thấy là nó có cái gì đó mà mình nó khó diễn tả lắm, nó khó diễn tả lắm, nó khó diễn tả lắm. Thì thôi, mình đang báo cáo sự việc giống như có cho các bạn hay, và coi cái tình hình coi thực tế nữa coi như thế nào. Chắc chắn là anh chàng đó đã hứa 15 phút nữa tới rồi con sẽ trao trả về cho bác đại khái vậy. Không mà đúng ra những cái dịch vụ như vậy thì mình khi mình báo mất đồ trên, để quên đồ trên xe thì công ty nó sẽ điều phối và nó sẽ bắt buộc người tài xế phải trả lại thôi, chứ không có cái gì phải đáng lo cả. Nhưng mà tại vì mình lần đầu tiên cho nên vì đó mình hoang mang, mình cảm thấy mình không lo sợ út chết cha rồi, không biết rồi sao ta, rồi cứ tự nhiên mình nghĩ trong đầu trong đó mình khi mình kéo lên thì mình mới thấy có cái điều ý kiến á, nói chung là có nội dung là phản ảnh là để quên đồ hoặc là tài xế không lịch sự, rồi nói chung là tất cả người ta thì mình bấm vào mình báo cáo thì người ta tìm ngay lập tức, rất là hay. Rồi thì giờ mình tạm biệt các bạn chút xíu nữa coi, để anh chàng tới mình sẽ quay phim anh chàng đó rồi. Nói chung là cảm ơn anh chàng đó. Đấy, vậy ha. Ok. Rồi. Đợi chút đi con, đợi chút. Hello mọi người. Thì trong lúc mà chờ đợi thì anh chàng taxi dễ thương đó, anh đã đến khoảng cách đây khoảng 5 phút. Cho nên vì anh đã đến rồi thì mình đã ra mình nhận được đầy đủ lại cái món đồ. Cho nên vì cái đó là hôm nay mình báo cáo cho các bạn biết là anh chàng taxi dễ thương ở Việt Nam mình có những người rất ư là nhân văn,
và mình nhận lại đầy đủ như món đồ. Đây là đây là cái camcorder đó. Đây là cái máy quay phim camcorder, thấy chưa? 4K, thấy chưa? Mà camcorder 4K hiệu Sony. Cái này mình mua ở Bỉnh cũng gần ngàn đô. Rồi những cái phụ kiện, linh kiện, rồi những cái móc rồi như vậy đó. Thì mình xin thành thật rất là ấn tượng, và mình xin cảm ơn tất cả những người mà lái xe taxi Grab mà có lương tâm và có những cái nó gọi là cái trách nhiệm nghề nghiệp cao. Mình rất là tuyên dương, mình hôm nay mình tuyên dương cái anh chàng lái xe này, anh Tằng tên là Dũng. Cái Dũng không biết phải Chí Dũng hay Dũng gì đâu mà anh không muốn nói tên ra, mà anh cũng không có gỡ mặt nạ ra, người ta mình cũng thấy vậy. Rất ư là cảm kích anh đấy. Thì thôi thì bây giờ báo cáo với các bạn là cái chuyện nó đã thu hồi lại được những món đồ mình đã bỏ quên trên xe, cho nên ra mình rất là mừng. Ok, thì báo cáo với các bạn hiểu là ở đất nước mình như vậy, nó có nghĩa là mà không phải mới đây đâu, thì mình đọc báo mình đã thấy là các khách ngoại kiều bỏ quên giấy tờ, bỏ quên tiền, bỏ quên bóp, bỏ quên vỏ trên cái xe, thì họ đã hoàn trả hoàn chỉnh. Cái đó là một cái sự vinh dự, mình có niềm tự hào dân tộc, ha. Mình rất là chấn tượng cái điều đó, mình xin báo cáo với các bạn nghe như vậy. Ok, thì chút thôi, mình chỉ còn báo cáo vậy, nhưng mà mình không nói ra thì không ai biết có sự cố đêm qua, đúng không? Ok, chào các bạn, rất là vui khi nhận được lại đồ. Ok, chào các bạn nha. Hello, chào mọi người. Hôm nay mình với lại cháu là thầy nói đó, từ chơi đúng nãy vậy rồi, đúng không? Anh vẫn chơi chiêu, xui anh nó cũng được, ngược anh nó cũng được, trái cũng mới được. Nói chung là tất cả là hốt méo là bị tặng ra, bắt mới gì. Mày ngon thì mày cản đi, đó, mày cản cũng được. Bây giờ mày nói vậy thì tôi lỡ rồi, đang ấy rồi. Thì thế là Việt Nam mình phải coi những cái các nước có dân chủ dân quyền ta thôi. Mày nước Mỹ mà có dân chủ dân quyền, người ta cùi trước bóng luôn á. Với lại tôi muốn nói là cũng có chuyện là cây cú thôi, nếu tôi nói không làm gì để tôi nói gỡ gạt lại những cái luận điệu xuyên tạc ở đi như góc đúng rồi hả, nó lỡ chứ nó dân chủ dân quyền bây giờ đi như góc thì những người là gì cũng có gì đúng. Tại sao đi những cái hội đồng mà đi những cái chỉ có vụ, ví dụ như là bắt những cái vùng của nó là vùng lương tâm tâm gì em biết, bây giờ nó đặt là vùng chân lương tay rồi, tài lãnh lương tay mà lương tay luôn không đâu khổ vậy, bây giờ nó riết rồi, nó điên rồi. Tại sao thì Liên Hiệp Quốc không đem ra mình, tại vì trước khi người ta đem ra đó, hôm trước bố cũng nói rồi, có nghĩa là ở trong nước Việt Nam này nó có rất là nhiều tòa đại sứ của các nước trên thế giới, nó không phải riêng một nước nào mà có Mỹ có đầy đệ gì cái này, người ta tự động của mày không cần nói, người ta cũng giám sát cũng bình thường, mà người ta không lên tiếng thì biết rằng chắc chắn là điều đó là không tốt. Tao lần sau không cần tụi mày nói, mệt quá. Mày nói Việt Nam, dân Việt Nam ngu á, thì đụng mấy thằng kia đâu ngu đâu, nó cũng chỉ chờ chụp cái câu xé Việt Nam thôi. Nhưng mà nó không có thì đương nhiên là không có gì cả, nó khẳng định như vậy. Thầy Tằng á, con nghĩ là nó đang ngu, nhưng mà nó là tổ từ người khác ngu. Đúng rồi, đúng rồi. Nó kỳ lắm. Nó ngu hết phần của con người khác, nó có chuyện khác của một người đó. Tối hôm qua thì khi mà ngồi dậu thì có một anh chàng cũng là Việt Kiều, nhiều mỏ nước Mỹ về sống ở California, mỏ nước Mỹ về sinh sống, không có gì thôi nè. Con người ta nuôi cầu hạnh phúc, ngay bây giờ cái gì cũng bị tiền, đương nhiên là cái chỗ nào kiếm tiền được người ta đi rồi. Thôi đây là chẳng có chính trị cho em gì cả. Mà tôi ở bên nước Mỹ, của ở California, mà tôi mỏ nước Mỹ tôi về, bởi vì đất nước Việt Nam vẫn còn làm ra tiền đó, tôi được biết làm gì không? Ông buôn bán yến, dạ, buôn bán nước yến, buôn bán mắc chết mẹ luôn, 5,000 mấy đô một ký. Rồi ví dụ như đầu tư đất trong cái nhà yến, cái nhà yến là khu đất yến là làm tổ thành tổ rồi đó, yến chỗ đó này kiếm 2-3 chục căn, 2-3 chục ngàn. Rồi là 10 căn, 300 triệu. Thì mình nói sơ về tiền dân quyền này, coi là tụi này đã láo xạo, nó kiểu nó thua bằng, giờ thua thằng hoàn bằng.
và đang kiếm cách là giữ đỡ lại, gỡ lại thể diện, đúng đó, mình nói là chuyện rồi điểm nhất cái gì, mình ở nước Mỹ mình biết quá, có nghĩa là ngay từ thời điểm này bây giờ nước Mỹ hầu tan cũng không tan đâu, nhưng có cái điều nó mạnh nó tan được, nhưng mà mới hiểu rồi cái sự lạm phát của nước Mỹ nó rất là nặng nề, và tất cả mọi mặt hàng ở nước Mỹ hiện giờ rất là cao, rồi xăng dầu mình rất là nhiều. Còn cái điều nữa, ngày xưa tới bây giờ ta hay nói cái chuyện mà nợ công nhưng mà mày có biết nợ công ở nước Mỹ bây giờ là bao nhiêu không? 31.000 tỷ, vượt trần luôn rồi, đụng đụng nóc luôn, tụi tao không thấy nào la làng đi hết rồi. Má hồi xưa nó la trời ơi, trụ nợ công cái tao rồi nó buồn cười mình chết luôn. Tới bây giờ mình vượt trần luôn. Ủa bên này nắng không? Rồi, nắng cho nó tốt mà. Sao mà? Tay nó khoái. Tay nó khoái, ừ, khoái khoái. Cái nợ công á, một cái quốc gia là cũng có. Không, cái đó là nguyên tắc mà, cái đó là nguyên tắc. Tại vì mình phát triển mà. Như vậy là xây dựng từ đường từ trạm. Đúng rồi, đây là cái thậm chí chữ BOT nó cũng không hiểu được cái gì đó. Tụ Mỹ mà nó còn có BOT và làm giống mà mỗi lần lên đó thì nó chữ nó kêu không có BOT nào. Nó mua Mỹ nó xài tự động rồi, có cái chạm rồi. Mày ngon không? Không biết. Tại vì nó đi nghe qua nó không biết. Không biết rồi mà đừng nóng đi. Mẹ mà luôn. Đổ tự động của tao nè. Chạy qua Chicago hai trạm BOT. Đúng, mấy mình chạy coi, mình chạy ngang đi, các bạn thấy học báo rồi luôn, ở đâu đâu. Bởi vì nói một cái người mà họ thích thu hoặc họ có tính cách để xây dựng thì họ nói là lúc trước là không có BOT. Dạ. Cái đó là nhà nước và nhân dân cùng làm. Ví dụ như những cái đường mà ví dụ như có đi những cái đường quốc lộ của Việt Nam là to rộng và đẹp là cũng nhờ các doanh nghiệp người ta bỏ tiền đầu tư. Và nhà nước có những cái không ưu đãi cho họ để bỏ tiền họ làm, bởi vì nó một cách nó có một cách khác, có nghĩa là nhà nước cũng quá nhiều công việc mà họ không thể nào họ bao gồm được, thì lúc đó tư nhân nhảy vào để làm cái điều đó để gì, để có nhanh phát triển, nhanh phát triển thôi. Bây giờ đợi nhà nước thì cũng, nhà nước cũng làm được đó, thôi mà thôi 19, 10 năm sau thì cái vấn đề đó thì con người á vấn nạn đó nha, thì mày không có vấn nạn là nhiều bằng nước Mỹ, tại nhà tù cũng nhiều nhất thế giới, homeless cũng nhiều nhất thế giới, nói chung cái gì cũng thế giới và thất nghiệp cũng nhất thế giới, cái đó không có tự hào một mẹ cả. Ở cái chuyện này mặc dù là chính quyền hoặc là cai trị nước ta của bạn tới mỗi mỗi nước cũng có một cái quá riêng và anh cai trị cái nước quanh thằng Mỹ thì chỉ có lý mà đéo có tự vậy, bước qua trường đó là nó bật nó còn gì cam khác thì nó muốn phạt nó dễ vào bạn của ta đủ quá mà thằng nó phải hỏi đủ bạn kia đéo thì quá còn kiếm chuyện rồi còn phải hỏi lý rồi chuyên đề ở đâu, chuyên đề ở đâu thằng gì quá, còn nhiều thằng bố láo 333 rồi nó phạt con là 333 rồi thằng gia, nhưng mà có nghĩa là người Việt Nam nó tự do đến mức độ hình như nó quá lớn, có nghĩa là khi phạt một con người gì đó nó khó lắm, nó khó hơn bên Mỹ lắm, có nghĩa là nó không có đơn giản đâu, nó không có đơn giản chỉ gì cho Mỹ đâu, Mỹ là thế quyết nó quay đèn cái đèn là mày có đát rồi nè, đứng lên hồi xuống úp thằng vô đưa tay là mày răng rắc, nếu thằng này dám chống cự cả chống cự lạc đòn, mà không có Việt Nam đâu đù quá nó hồi nó hạt chắc công an cái tội công an luôn chứ, rồi cái trả lời cũng chết rồi luôn. Có những cái mà từ đó tôi biết là nó cứ nói là công nhân quyền đàn ảnh của người Việt Nam chỉ phải là đàn ảnh của người Việt Nam quá cứ nói xây dựng đất nước rất nhiều người người ta không có từ đó nhưng mà người ta góp ứng xây dựng cái đó góp ý để người bày bạc nữa thì ta mới nói rồi ở đây á giống như ngày xưa đó, ở ta mình nó có là đối lập, đối lập là gì, đối lập cái anh sửa sai, anh thấy cái gì mà người ta làm không đúng là sửa sai, ở đây nó không có đối lập mà nó đối đầu, khổ vậy đó, cái đường đó mình ghét thôi, còn cái gì cũng nguy hiểm, bây giờ một con đường mà nó bị hư hao hoặc cái gì đó mà nhà nước làm chưa đủ hoàn chỉnh thì đâu mà không cần ra mày làm một tập hoặc một lá đơn nó ký bao nhiêu người ký trong cái làng đó để nghe yêu cầu nhà nước sửa lại mọi người. Xin đại ca lên kiến nghị lên, đâu có nói làm cái gì không đủ nó dẫn con nít đàn bà ra một thằng suối ấy làm đi mày làm đi đủ mà tử nó tao đại đạo tao đó là phi, đó là phi, đó là phi pháp luật, đó là phi dân chủ chứ đâu phải dân chủ mẹ gì đâu.
có nghĩa là anh đối lập để tinh tinh thần xây dựng nó khác, còn thằng mày là cùng đối đầu, mày ngon mày làm với tao đi, mày ngon mày làm với tao đi, đủ hết vậy thì hỏi mày làm gì. Có cho mặt trận tổ chức phản ứng xã hội, người ta có luật pháp, ví dụ như anh phản ứng xã hội tích cực để góp phần vào xây dựng xã hội. Đúng rồi, còn quá đáng giờ tao rất nhận thức được, còn tao rất là ghét gì mà như cái tao cũng bởi vì thường những thằng mà còn đối đầu nó không cược, nó không giữ dân, nó không về chân mà nó lôi những người mà nói một cách khác là lãnh đạo, đó là đại kỵ và tố ngu nhất ở trên cuộc đời. Rồi thành phải làm cho lần này mà phải làm cái khác là làm đấy, không bao giờ làm gì đó mà nó vẫn lôi ra những chuyện người ta đã nằm xuống bộ y mà định đã hàng bao nhiêu năm rồi nó moi lên cái chữ nó cách khác là thất học, thất học nó thể hiện về mặt chất rồi con vậy đó, bản chất như cô nào như nào từ xưa giờ nó không vì tiền thôi, không vì bản thân. Đúng rồi, nó vì tiền mà nó cũng sẵn sàng nó giết những người đồng bào của mình. Từ xưa giờ hết vì tiền hết, từ xưa giờ bà không phải đi bố con mình đến giả mà bà như vậy trả thêm chứ bà bố Mỹ của nó cũng đánh giá mà nói như vậy, cái thậm chí cái chiến tranh vương lên còn bây giờ cũng vì tiền mà thôi, thôi rửa tiền thôi, ghê đó. Bởi vì dẫn đi uống cà phê một quán cũng rất là đặc biệt, rất nổi tiếng. À, cái quán ở đường đường gì mày? Đường Khoa Nhân Trị, đường Vui Miên. Cái mà bắt ra của nó rất là đẹp, để cho bắt đầu coi. Thế thì đặt đây mình ngồi mình ở góc ăn mét chút xíu vì mình thời sự rồi vậy bạn vui thì mình biết rằng là cách đây khoảng là 1-2 ngày thì hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã chuẩn bị Việt Nam được vào đậu vào cái hội đồng nhân quyền, cái vụ mà nhân quyền của ghế chủ quyền của Liên Hợp Quốc đậu. Thì trước khi mà Việt Nam mình chạy cái ghế chủ quyền đó thì các những người những báo đài phương Tây chẳng hạn là FA, BBC và các cái một phần mà có những cái báo đài phương Tây của Mỹ, bên Úc, bên Canada hay là FA họ nói Việt Nam nhưng mà đúng là thì Việt Nam mình phải được làm cái hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, mà trong khi đó mình cũng đã đón vui từ hồi xưa tới bây giờ họ ca cũng ngàn một chủ lực quá là kỳ hàng này rớt đài, Hàn Quốc rớt đài mà Việt Nam lại được, đây là lần thứ gì à, nên là mình rất buồn cười. Và cái này thì mình cũng nói rõ là cái gì đó họ nói là ngoài Việt Nam là không có nhân quyền. Tôi là một người Việt không có Mỹ nhưng mà không có Việt Nam, và sau những ngày khác không có Việt Nam thì mình không có nhân quyền. Việt Nam thừa nhân quyền và hầu như mình có bảo tồn chứ rằng là ông có nội có nhân quyền nó khác là như vậy. Ở đây không có chuyện ghép biết, không kể không mặc nhau, không ai ăn cái khác, không kỳ thị, không thể thải độc, mọi người đều được xử bằng nhau. Đó, để một cái câu chuyện của tôi cũng như là nhân văn. À, đi hôm qua thì ngồi đậu lề đường với các giáo, thì lúc kia mà sai thì không sai lắm đâu, kiếm đoán người đây thì không dám đi xe ra, bước taxi đi về. Thì trên cái chuyến đi về đó mình bỏ quên rồi, thì ba giờ sáng tôi định mình dậy tao nói chuyện lại rồi tự mặc đồ rồi ngủ và tiếp bạn gái tôi thôi rồi bỏ lên cái chuyến đi rồi thì mẹ ngồi chờ cái phần của mình làm thì khi đó tài xế trên biển số mấy thì mình mới liên hệ với tổng đài báo cáo là đi cái chuyến đường đó thì đó thì nhân viên đáp cũng nhiệt tình là ok,
để cho biết số xe phải chuyến xe chuyến mà từ ngõ 1 ở Thủ Đức đi về đây không, để vậy rồi đúng rồi, giá tiền là 218 ngàn đúng không? Đúng rồi, ok rồi, xíu chưa đầy đúng sao thì cái báo đáo là đã kiếm được đồ cho mấy khách rồi, ok liên hệ với tài xế cho số điện thoại của tài xế luôn. Thì mình mừng quá, mình gọi xin gửi dưới cái số điện thoại của tài xế cũng dạ thưa bác con đây làm mới rất là đàng hoàng, dạ nhận lịch sự bác có quên đồ bên này con thấy rồi, con đang giữ đây xíu nữa 15 phút sau con chạy tới, thì y như rằng mình sẽ nhận được món đồ đó. Đó rất là hay, đó chẳng hạn kia qua gì đó là một cái camcorder hay Sony 4K mình mua bên Mỹ mình đem về để mình quay phim thôi, nhưng mà không có xài được bởi vì nó cái gì mà nó dứa thì không có xài, mình bỏ trong cái bao mình bỏ thì nó quên luôn đó. Thì đó là một cái hình thức ý nghĩa thôi, là mình đề cao mình chuyên viên trang trại trại đá, nó có cái là họ rất là niềm nở dân văn được cái đó. Và không phải đây đâu, có những báo đài đã từng nói khách ngoại quốc phát du lịch rồi kia bỏ quên túi sách, bỏ quên tiền, bỏ quên giấy tờ, bỏ quên hộ chiếu rồi học gì lại đó, đó là như nào. Mình nói là các kẻ thăng quay là không có, nhưng mà nó hiếm hoi mà nó không biết đổi gì hết. Người bây giờ nhiệt tình thiếu khách, mình rất chưa biết của mình thế thôi, đơn giản thì nói về cái vụ nhân quyền thì mình nói một câu như vậy. Nói về so sánh với Mỹ, với Việt Nam mình thì Mỹ không là chưa đủ tuổi mà chưa sức tầm để mà nói về nhân quyền hay là nhân quyền. Tất cả những người đọc báo đài, những người mà đã sống ở Mỹ chúng ta cũng chứng kiến rồi, những cảnh mà cảnh người già bắt giết nhau rồi người thì Mỹ nó thậm chí đi trong họ đã nhớ có một ngày cuộc trong bước một thời gian đi đường trong năm ngoái thì có một anh già trong nghĩa hồ quảng du tá quảng bố phù báo não luôn, rồi nó dí cái đánh nhau, nói chung là một cái xã hội hầu như là cái tất dụng sự mặc định đó, mặc định kỳ thị nó nằm im trong máu họ rồi, và họ rất là ghét những người mà da màu thứ nhất là da đen, thứ hai là những người khác dân tộc đó, nói vậy thì đúng. Và tất cả những cuộc thảm sát và tất cả những cái sự những cái vụ án những người bị nạn lên đa số là người da đen, đó là những cái mặc định luôn mà nói như vậy, thấy không, mặc định như vậy rồi. Thì con không có cái gì không vô nói đi, con nói gì cũng đủ, mà nhân quyền nhân quyết là trời mày là sự gọi là Trung Nam cùng tờ đại diện Đông Nam Á để lên Đông Nam Á luôn là có ra ứng cử và một hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc và được bầu chọn chúng ta số phiếu, có chứng minh một người rằng là cả thế giới đang giám sát Việt Nam về mọi mặt, từ nhân quyền, kinh tế, chính trị, xã hội để mà họ bầu chọn. Chứ không có phải tự nhiên là tự nhiên Việt Nam chúng ta lại là được cả Đông Nam Á cử ra làm đại diện để mà phải có người ứng cử, phải có người đề cử chứ không có thôi tự nhiên nhảy vô được đâu. Và dưới sự cố mà biết là Việt Nam vào cái ứng cử đó, đề cử đó thì tất cả các tổ chức tổng cộng đều đứng ra phản đối. Phải nói thì Việt Nam thì không có nhân quyền gì, những cái luận điệu đó thì chúng nó đã nói 47 năm nay. Và lần thứ hai vào cái hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc này là một cái tác thứ hai cho cái sự lạnh xuyên tạc về nhân quyền của Việt Nam. Đúng rồi. Một cái điều nữa là cuối cùng người nhất là cái chỗ này là khi nó thất bại, họ cảm thấy họ thất bại, cản không được, chỉ có họ dùng cái như là Việt Nam đã mắc bẫy, buồn cười lắm. Lý hỏi lý do tại sao mắc bẫy, tại vì đã vô đó rồi, tuy nhiên phải bắt buộc Việt Nam phải là tuân theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc, cái đồ chỉ nó mày hỏi đó.